Ok cho anh em, hôm nay là gửi cho anh em một lô cần nha anh em. Thì lô cần này đa phần sẽ là những cây cần ISO đó, cần rút cho anh em đó. Lô này thì mình cũng giá thanh lý luôn, nó ra tầm khoảng 70 đến 100k một cây thôi đó. Đa phần những cây này sẽ là những cây cần FIP, point của nó thì hoàn chỉnh hết nha anh em, bass thì bass pussy đó. Rồi để mình lên cụ thể từng cây cần cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi cũng clip shop lên á thì anh em cứ gửi vào cho shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Ok thì gửi cho anh em cây số 1 nhé. Thì cây số 1 thì gửi cho anh em là một cây cần nội địa nha anh em. Ok nội địa nè. Thì cây này một cây cần của NFT nha anh em, hàng nội địa Nhật. Thì cây này nó dài sẽ là 5m5 nha anh em, dài 5m5. Bass Pussy nè, S7. Nói chung cây này fan của nó sẽ là fan dạng inox thế này nha anh em. Đây. Cây này còn rất là mới luôn. Đọt đây. Cây này anh em về lên fan phục si thì câu ngon lành nha anh em. Nói chung này cần cây này còn mới lắm. Nhưng mà cây này còn rất là mới. Rất là tuyệt vời luôn. Đây. 5m5. Nếu anh em thích về hạ tay thì anh em hạ cũng được. Rồi, giá công khai cây số 1 càng còn rất ok nha anh em. Giá 100k nha anh em. 100k cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Daiwa nè. Cây Daiwa. Chất liệu FIP Bass Pussy FX7. Thì cây này đọt số 3, dài 3m9 nha anh em. Đọt số 3, dài 3m9. Ngon lành nhá. Fan của cây này sẽ là fan Pussy nha anh em, fan Pussy. Cây này thì mình cũng dạng bán phôi, bán bass, bán fan nha anh em. Fan thì ok hết nha anh em, không nứt bể gì đâu. Pussy hết. Đọt cái này sẽ là đọt 1.7 nha anh em, đọt 1.7. Nếu xét về cần tay thì cái này nó rơi đâu đó tầm khoảng 3H thôi nha anh em. 3H, 4H thôi, 3H thôi, 3H, 3H, 5 thôi. Đây, đọt 1.7, chất liệu FIP. Ngoại hình ok. Hàng đây qua. Phôi mấy cái này thì mình đảm bảo với anh em là không nứt bể gì hết. Anh em về câu ISO và anh em hạ tay, anh em độ chế thì thả ra luôn. Mấy cây này giá rất là tầm trung cho anh em dễ tiếp cận. Rồi giá công khai cây số 2 giá 100k luôn. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 này anh em, bass cần sẽ là bass Pussy FS5 nè. Thì cây này dài sẽ là 3m nha anh em, dài 3m, đọt 1.7. Dài 3m, đọt 1.7. Thì cái này là fan của nó sẽ là fan sứ mà dạng fan nhựa như thế này. Anh em về thay fan giúp mình. Cây 2m7 ISO 2m7 này nè. Anh em về lên fan làm thành ISO bè, câu rất là phê nhé. Câu cá hành cá cháp rất là phê luôn. Và anh em có thể hạ tay, hạ tay anh em đánh cá rô, rô đồng. Cây này cái cán hổ quấn rồi, làm cần tay cũng câu rất là sướng luôn nè anh em. Đây, cán hổ quấn rồi, làm cần tay câu rất là sướng luôn nha. Rồi, giá công khai cái số 3, giá 70k nha anh em. 70k cộng ship cái số 3. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Olympus nha anh em, một cây Olympus, một cây đọt số 3, dài 3m9 nha anh em. Đọt số 3, dài 3m9. Keo chỉ quấn cũng rất ok nha, rất là đẹp. Bass Pussy FX6 Japan. Fan là fan Pussy nha anh em, fan Pussy. Có fan bị nứt nè. Nói chung thì lô này thì mình bán thanh lý nha, có một số fan á nó sẽ bị nứt như thế này. Với cái này nó bị mắc đọt nè. Hụt đọt, mắc fan đọt. Còn rất là dài nha anh em.
đợt số 3 này nó cứng ra tầm khoảng 2H nha anh em, 2H chữ thôi. Cho anh em về hạ tay và em lên phen lên keo đi cầu nhá. Càng tổng thể còn rất là ok, rất là mới. Gục ra tương đối thẳng. ISO 3m9 đọc số 3. Rồi, giá công khai cây số 4, giá vẫn 100k nha nè, 100k cộng ship số 4. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5 nha nè. Cây số 5. Thì ở cây số 5 gửi cho anh em vẫn là một cây cần của Daiwa nè. Đó. Cây này là cây Daiwa nội địa. Còn nội địa. Đây một cây Daiwa phíp đỏ như nè, chất liệu là chất liệu phíp đỏ nè. Đọt số 4 và 4m8. Bát Fuji F7. Phen sẽ là phen Fuji luôn nha anh em, phen Fuji luôn. Phen Fuji hết nha. Thì nhìn sơ qua thì phen ok hết nha anh em. Ok hết. Đọt cái này sẽ là đọt 1.8 nha anh em, đọt 1.8. Cứng như này, cứng ra tầm khoảng 3H 3 cử nha. Cho anh em về thích hạ tay hoặc anh em có thể cầu ISO cũng được. Cái này ISO anh em đánh thả ga luôn, giá cũng tương đối mềm. Đánh thả ga vậy thì mình mua cây khác. Giá 100k một cây thôi. Chất liệu phíp đỏ nha. Mấy cây phíp đỏ này nó cũng rất là bền nha anh em. Độ bền bỉ cũng rất là cao. Cây này gút ra cũng tương đối thẳng nha anh em. Gút ra cũng tương đối thẳng. Độ cứng ra tầm khoảng 3H chữ. Rồi, giá công khai cây số 5, giá khoảng là 100k nha anh em, 100k cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 gửi cho anh em là một cây cần của Shimano. Một cây Shimano. Cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7. Đọt cái này sẽ là 2.5. Bát của nó sẽ là bát Fuji. Chất liệu là chất liệu phíp. Phen cái này sẽ là phen nhựa nha anh em, phen nhựa, phen sứ trắng nhựa nè, mà phen này lỗi rồi. Anh em về thay phen lại giúp mình nha. Lầu bô cũng vậy, lầu bô bị lỗi luôn rồi. Cái này cứng nha anh em. Cái này cứng. Cái này nếu xét về độ cứng, mà độ cứng của cần con ngâm thì cái này cứng ra tầm khoảng 30 nha nè, 30-40. Phôi ok hết nha nè. Mình bán hàng thì đảm bảo mấy cái này phôi ok hết. Cái nào phôi lỗi thì mình báo. Rồi giá cũng khai cây số 6, giá 70k. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 gửi cho anh em vẫn là một cây cần ISO, cần rút. Bát Fuji FS6. FS6 nha nè, bát Fuji FS6. Cây này dài 3m9, đọc 1.4. Phen vẫn là phen nhựa luôn nha em, phen nhựa nè. Giờ anh em cái này về chắc hạ tay rồi. Giờ anh em nào thích anh em hạ tay nhé. Đọt đây. Đọt cái này thì nó giục, nó mắc chỗ đầu bu này nha anh em. Cái dấu của đầu bu rõ ràng. Cái này độ cứng cho tầm khoảng 3H nha anh em, 3H thôi. Về cho anh em hạ tay câu cá rô, câu cá lật quật vui chơi. Cái này gút ra cũng dạng tương đối thẳng nha anh em, tương đối. Cái này anh em câu cá rô, câu cá phi ngon lành, và anh em có thể lên phen. Rồi, giá công khai cái số 7, giá quân về 100k nha anh em, 100k cộng xếp cái số 7. Nói chung thì 100k mà có kèm luôn cái bát Fuji này thì quá ok. Bát này nhiều shop cũng bán giá cũng ok, tầm khoảng 20-30 cái hay gì đó. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 vẫn là một cây cần rút. Đây. Bát vẫn là bát Fuji nè, F6. Cây này dài 3m4, đọt 1.8. Dài 3m4, đọt 1.8. Phen của cần sẽ là phen Fuji hết nha anh em. Cây này là phen Fuji hết luôn. 3m4 mà đọt 1.8 thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 4H nha nè. Các đọt nó ra tầm khoảng 4H. Rồi ok hết nha.
rút ra là thẳng nha nè, cái này rút ra thẳng. Rồi giá con khai cái số 8 giá cũng là 100k luôn nha anh em. 100k cộng xếp cái số 8. Tiếp theo cái số 9. Cái số 9 cũng là một cây cần phíp nha anh em, cần phíp ISO nè, Robert. Thì cây này dài sẽ là 3m6 nha anh em, dài 3m6, đọt 2 ly 2. Bát của nó sẽ là bát Fuji FX6. Phen cần sẽ là phen Fuji. Cây này phen hoàn chỉnh nha anh em về câu ngon lành nha. Anh em là câu ISO câu mấy cái này về ngon lành. Giá bình dân vừa túi tiền mà anh em hạ tay cũng được. Cái này ra tầm khoảng 3H gửi 4H nha anh em, cũng tương đối cứng cho anh em cũng vui chơi. Phôi ok hết, ngon lành, có xe sát nhẹ. Phen thì tổng thể tương đối nha nè, phen ok, tổng thể tương đối ok hết. Giá công khai cái số 9, giá vẫn là 100k, 3m6. Tiếp theo cái số 10. Cái số 10 gửi cho anh em là một cây cần dài 3m6, đọt 2 ly nha nè. Cái 3m6, đọt 2 ly, bát là bát Fuji, 2m6, bát Japan nhé. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp nha nè, chất liệu phíp đỏ. Phen là phen Fuji nha anh em, phen là phen Fuji. Fuji. Cái này bị lỗi đầu bu rồi, lỗi đầu bu của phen này. Cái này lỗi khá nhiều phen. Anh em về hạ tay mà anh em thay phen cho anh em câu nhé. Cái này cứng nha anh em, cái này cứng 4H nha. Cứng cho tầm khoảng 4H. 4H 3 được 4H nha, cái này tương đối cứng. Thôi tiếp chung thì mà cái này mấy cái này thì mình bán thì mình có lau chùi sơ rồi đó, mình thấy nó không bể không hư gì, ok hết là ok. Cái này tầm khoảng 3H thôi nha nè, rút ra nó ra tầm khoảng 3H thôi, chóc sơn thôi chứ không ảnh hưởng gì phôi nha nè. Rồi giá không khai cái số mừng, giá 90k nha nè, 90k cộng xếp cái số mừng. Theo 11 bột gửi cho anh em là một cây cần 3m6 nha anh em, 3m6 đọt 1 ly 9. Bát là bát Fuji FX6. Gốc vẫn chỉ nè, mà nó vụt rồi. Đó. Nha. Cần sao thì báo cho anh em vậy. Phen là phen Fuji nè. Cái này đọt tương đối mềm nha anh em. Đó. 3m6 đọt 1 ly 9. Cái này đọt ra tầm khoảng 3H ha. Thôi ok hết rồi, không lỗi gì hết. Thôi ok ngon lành nha, cứng ra tầm 3H, 3H cỡ nha, cầu phi cầu cá rô đồng ngon lành. Rồi giá cũng thấy cái số 10, giá 11 giá cũng là 100k luôn nha nè, 11 giá 100k. Tiếp theo 12 gửi cho anh em là một cây cần phíp nha nè. Cây này nó bị mắc cái đầu chụp ở dưới đây rồi. Đó. Anh em về đậu lại giúp mình nhé. Bát cũng là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Cây này dài là 4m5, đọt 2 ly. Đó, 4m5, đọt 2 ly. Đọt lên nè. Đọt ra tầm khoảng 3H gửi 4H nha. Đọt cũng tương đối cứng. Đó. Tương đối thôi chứ không quá cứng nha. Thôi ok hết. Đó. Không lỗi cái nào. Rút ra cũng tương đối thẳng. Cái này rút ra thẳng nha, tương đối. Rồi, giá công khai cây số 12. Giá cũng là 100k nha anh em, 100k cộng xếp cây 12. Tiếp theo cây 13. Cây 13 vẫn là một cây cần của hãng Daiwa nè. Daiwa. Cái này dài là 5m4, đọt số 2. Dài 5m4, đọt số 2. Bát cần sẽ là bát Fuji FX7. Phen cần sẽ là phen Fuji hết nha anh em. Phen Fuji luôn. Ngon lành nhé. Đọt đây.
đi xô biển đó. Đọt cũng tương đối nảy, đọt cái này nó rơi đâu đó tầm khoảng chắc 2 hắc thôi nha anh em, chắc 2 hắc thôi đó, tầm đó. Phôi ok nha nè, phôi ok đẹp nha. Rồi để đọc xem. Đọc 2 hắc hắc gửi nha nè. Đó. Phôi ok đẹp. Đó. Nói chung này cái này phôi đẹp nha nè, phôi đẹp, ít xuất sắc. Có mấy lóng dưới đây coi. Lóng dưới đây xây sát tí, còn ở trên này ok, đẹp. Rồi giá công khai cái 13, giá vẫn vậy nè, vẫn 100k thôi, 100k cộng ship cái 13. Tiếp theo qua đây, qua đây ít này cũng vài cây nữa. Tiếp theo mã số 14, mã số 14 sẽ là một cây cần phíp nha nè, phíp ISO. Đây. Thì cái này dài sẽ là 5m4, độ 1.8, bát là bát Pussy, FX6, FX7 nha nè. Cán quấn cũng rất là đẹp. Cái này thì có xây xác đây, bị nứt phen nữa nè. Phen Pussy nhé. Đọt cái này ra tầm khoảng 2h3h nha nè, khoảng 2h3h. Thôi ok, không nứt bể. Nói chung này mấy cái này mình bán thanh lý nha, mình đảm bảo phôi với anh em thôi nha, ở phen thì mình không đảm bảo nha. Gốc ra cũng tương đối thẳng nha nè. Rồi giá công khai cái 14, giá 100k luôn nha nè, 100k cộng tiếp 14. Nó mềm cho mỏng cho nên về chơi và anh em tập câu. Tiếp theo cây 15, cây 15 lên cho anh em là một cây cần Shimano nha nè, một cây Shimano nội địa. Chất liệu là chất liệu phíp đỏ nè, bát là bát Fuji. Thì cái này dài 3m6 nha nè, dài 3m6, đọt 1.1. Đọt phen của nó sẽ là phen nhựa nha nè, phen nhựa, phen sứ mà bị nứt đây. Đó, anh em về thay phen nhé. Anh em có thể hạ tay nha nè. Cái này đọt cứng ra tầm khoảng 2h3h thôi nha anh em, 2h3h thôi. Nếu 3m6 thì anh em có thể câu cá rô, câu phi, câu vui chơi thì được. Đó. Phôi phíp đỏ nè, rất đẹp nha. Đút ra cũng tương đối thẳng. Đó. Ngon lành. Cái này đút ra thẳng nha anh em. Đó. Cái này kì câu cá rô thì khỏi chơi. Rồi giá con khai cây số 15, giá 90k, 90k cộng chip cho 15. Tiếp theo cái 17, cái 17 gửi cho anh em là một cây cần phíp luôn. Đó, cây phíp, cây này 4m2 nha anh em, 4m2. Bát của nó sẽ là bát Pussy FX6, có vắng vắng chỉ nè đây, cái này. Đó, cái này thì tầm khoảng 1 ly ngoài nha anh em, cứng ra tầm khoảng 2h, lọc tương đối dịu. Đó. Anh em muốn cứng thì anh em cắt vô chút, mà anh em có thể mua một cái đọt thủy tinh hoặc đọt carbon á, anh em thắp vào. Đó. Càng cũng tương đối ok. Rồi giá công khai 17, giá 90k. Đó. 90k cộng ship 17, ship 18. 18 là một cây cần dài 3m6, đọt 1.8. Cần phíp, bát là bát Fuji. Phen cần sẽ là phen Fuji. Để mắc một phen này, đổi một phen này. Đọt cây này cứng nha nè, đọt cây này ra tầm khoảng 3h3h gử. Đọt cây từng đó cứng. Phôi đẹp nha nè, phôi này đẹp. Rút ra thẳng, phôi đẹp. Rồi, giá khai 18, giá 100k nha nè,
200k bằng tiếp 18. Tiếp theo 19. 19 là một cây cần Shimano. Đó, một cây Daiwa, một cây Daiwa nha anh em. Cây Daiwa này thì nó dài là 5m. 5m4 nha anh em. Dài 5m4. Dài 5m4 nha anh em. Bass là bass Pussy FX7. Độ cứng cho tầm khoảng 2H thôi nha anh em. Được cái là phôi này nó đẹp. Phôi này phôi PIP nhưng mà họ làm sẵn đẹp y hệt carbon luôn. PIP nha anh em. PIP mà họ làm sẵn nè, nào. Đây hoài nha. Rút ra cũng tương đối, rút ra cũng tương đối thẳng nha, chứ không quá cong với giọng. Cái này em về câu gô ngon lành. Rồi, giá hai cây số 9, giá vẫn vậy nhé, giá vẫn là 100k. Đó, cây 19. 19 100k, 20. 20 là một cây cần dài 4m5, độc 0.7. Bass là bass Fuji FX6. Cán quấn fan Fuji. Đọc cái này dịu nha anh em, đọc dịu. Cái này có tầm khoảng 1H thôi. Về cho anh em cái này chắc là em làm cần ISO qua. Hạ tay thì chắc khó câu. Được cái này fan là fan Fuji. Thấy sơ qua thì fan hoàn chỉnh hết nha anh em. Và anh em có thể thay đọc. Thay đọc cũng được. Đó. Chung thì cần bán dạng thanh lý cho anh em câu. Cái này được cái là nguyên bộ phen ok hết nha anh em. Rồi, giá khai cây số 20, giá 100k. Tiếp theo 21. 21 gửi cho anh em là một cây cần Olympic nè, Olympic đọt số 4 và 4m. Bass là bass Fuji. Phen là phen Fuji. Mắc một phen này. Mắc một phen này, còn lại là ok ha. Cái này dạng giống như cần lóng ngắn anh em. Đó. Nó thu gọn chắc cả được 61-62 cm. Đó. Đọt đây. Đọt cái này ra tầm khoảng 3H cho nè. Đọt ra tầm khoảng 3H. 3H, 3H gử. Phôi cũng đẹp. Phôi phíp đỏ nhé. Nên nè. Rút ra thì cái này thẳng nha nè, rút ra tương đối thẳng nha. Ngon lành. Rồi, giá hai cái số 21, giá vẫn vậy nha nè, 100k cộng ship 21. Tiếp theo 22. 22 gửi cho anh em một cây cần của Ryobi. Một Ryobi. Một cây cần dài 4m5. 4m5, độc 1 ly. Phen Fuji nhé. Bass Fuji. Bass Fuji FX7. Chung là tương đối ok, đẹp. Ngon lành nhé. Đọt, đọt cái này là khoảng 2H nha nè. 2H, 2 cử nha. Dạng tương đối cứng. Rồi, giá công khai cái số 22, giá 100k. Tiếp theo 21. 22 à, 23. 23 gửi cho anh em là một cây cần Ryobi nè, một cây Ryobi. Bass là bass Fuji nha anh em, bass là bass Fuji. Đây. Cái này sẽ dài 3m3, đọt 0.8. Phen Fuji hết nha anh em. Phen Fuji hết luôn. Đây. Đọt cũng ok, không cứng lắm, không mềm lắm. Đó. Đọt cây này 3m3 mà nó dạng cỡ đó thì chắc khoảng 2H thôi, 2H hát gử. Về cho anh em câu cá rô, nó ngon lành. Mặt 3m3 này thì anh em về chịu khó làm, xem lại phen, làm lại phen. Anh em làm câu
iso bè là câu rất là xịn luôn nha anh em. Đó. Mấy cái iso bè câu 3 mét mấy thế này thì rất là hiếm rồi. Đó. Phèm cuxi thì ngon lành. Rồi. Giá khai cái số 23, giá 100 luôn nha anh em, 100k. Tiếp theo 24. 24 là một cây cần 2m7 nè, 2m7. Đó, đọt 2 ly 2, bát thẳng. Phen hãng thư luôn rồi. Đó. Cây này cứng, cứng. Cây cứng nếu xét về độ cứng cần ngâm thì cây này nó ra tầm khoảng 50 nha anh em, 50 80. Cứng lắm. Rồi, giá khai số 24, giá 70k. 25. 25 lên cho anh em là một cây cần pip. Đó, 3m6, đọt 2, đọt 1.8. Bắt fuxi. Góc ok. Phen phen fuxi. Đó, phen fuxi. 3m6. Cây này nó cứng ra tầm khoảng cứng đâu đó ra tầm khoảng 3h thôi nha này, cứng đâu đó là tầm 3h thôi. Ok như này. Đó. Ok, rút ra thì cây này cũng dạng tương đối thẳng. Đó. 3m6. Rồi, giá 24. Đó, 20 25. Giá 100k. Đó. Tiếp theo 26. 26 là một cây cần dài 5m4. Đó. Cây này là Shimano. Đọt 1.7. Bát là bát Fuji F8. Bát này rất là xịn nha anh em. Đó. Năm mét tư. Phen thì tổng thể nhìn thì ok hết nha. Đó, nguyên nhà phen ok hết. Được cái là phen xịn nè. Đó, bát xịn đó. Đọt cái này thì nó ra tầm khoảng 3h gửi như này. 3h, 3h gửi. Cho tầm khoảng 3h, 3h gửi. Chúng thì nhìn tổng thể còn mới nha. Có xe xác đây nè. À, ít thôi. À, nhưng mà tổng thể còn lại là mới hết. Xe xác đây tí nữa. 5m4. Ngon lành. Shimano. Rồi, giá khai cái số 26, giá 100k luôn nha anh em. 100k cộng ship 26. Tiếp theo 27. 27 gửi cho anh em một cây Shimano luôn. Shimano dài 4m5. Cắt liệu tiếp. Hàng nội địa Nhật. Bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji. Có mấy cái phen chạy là inox thôi. Ở dưới là phen sứ hết. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 2h. Kè tương đối mềm. Thôi thì ok rồi. Không lỗi nha. Rút ra cây này cũng dạng tương đối thẳng nha nè. Rồi, cây 27 giá khoảng 100k nha nè. 100k cộng ship cây 27. 4m5. Tiếp theo 28. 28 là một cây cần đại qua 4m8. Đó. Hàng nội địa. Đọt cái này 3h nha nè, 3h. 3h, 3h cử. Chất liệu phíp mà họ làm sẵn như hệt carbon luôn. Đó. Chất liệu phíp nha anh em. Họ làm sẵn cũng rất là đẹp. Ngon lành nhé. Rút ra cái này cũng tương đối thẳng nha nè. Tương đối thẳng. Đó. Ngoại hình thì tương đối ok. Rồi, giá công khai cây số 28. Giá là 100k, 100k cộng ship 28. Tiếp theo 29. 29 là một cây cần dài 5m4, cây Olympic. Bát Fuji. Phen Fuji, có phen đề ba bị lỗi rồi. Phen bu bị lỗi. Đó. Cây này coi cứng nhiêu.
cứng 3 hát nha anh em, cứng giờ tập khoảng 3 hát tương đối ok, tương đối đẹp à. Rồi giá công khai cây số 29, giá cũng là 100k nha nè, 100k 29. Tiếp theo cây 30, cây cuối cùng, cây cuối cùng gửi cho anh em là một cây cần 4m5 4m5 bát Pusi, phen Pusi, phen Pusi này hoàn chỉnh hết nha. Đó, đọt cây này sẽ là đọt 2 ly nha nè, đọt 2 ly, độ cứng là tầm khoảng 3h 4h nha, cái này cứng 3h 4h đó. Phen đẹp, phôi ok đó, ít xây sát, rút ra thẳng, có phen mà cái này tương đối rút ra tương đối như là thẳng rồi. Rồi giá công khai cái số 30, giá khoảng là 100k nha nè, 100k cộng ship cây 30, phen ok hết nha anh em. À, rồi đó tổng cộng 30 cây cần thanh lý hàng ISO lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để là shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.